chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Thời sự xe trong chương trình Xe và xu hướng. Quý khán giả thân mến, tuần trước thì Minh Phương đã có dịp cùng với những vị khách mời của chương trình hiểu rõ về công việc sale xe là như thế nào, những cơ hội và thách thức gì. Và tiếp tục chủ đề tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về xu hướng bán hàng trong lĩnh vực ô tô sẽ có những cập nhật, những thú vị gì ra sao. Và xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời của chương trình, chị Lê Thị Xuân Hương, tư vấn bán hàng Ford gia đình. Rất vui được gặp lại anh Nguyễn Bá Học, trưởng phòng kinh doanh của Honda Auto quận 7. Và tuần rồi thì mình đã có cuộc trò chuyện rất là sôi nổi đúng không ạ? Được hiểu rõ hơn về sự bén duyên với nghề của anh Học hay là của chị Hương nè, cũng như là những xu hướng, những cơ hội, những thách thức hiện nay ra sao. Thế còn đối với lĩnh vực ô tô, việc bán hàng rất là thú vị. Thế thì hiện nay cái sự thú vị đó nó có sự thay đổi ra sao và có những cập nhật gì thưa anh Học? Thực tế thì bây giờ khách hàng mua xe thì khách hàng có cái nhu cầu cao hơn hồi trước rất là nhiều. Hồi trước chỉ cần một chiếc xe là an toàn, bền bỉ. Nhưng mà bây giờ khách hàng cần một chiếc xe thời trang, khách hàng cần một chiếc xe cho tiện nghi nhiều hơn, một chiếc xe được thể hiện cái tôi của khách hàng, cá tính của khách hàng. Thì người sale cũng phải nắm bắt được sản phẩm, không chỉ là sản phẩm của đại diện của mình đang bán, mà là sản phẩm của tất cả những thương hiệu khác trên thị trường cùng tham gia thị trường với mình. Thì mình cũng phải tìm hiểu tất cả mọi thứ để tư vấn cho khách hàng. Thì bây giờ có nhiều cái cách tiếp cận khách hàng đó, không chỉ là ngồi ở showroom để mà chờ khách hàng tới. Thì Học ở đây là phụ trách quản lý một phòng kinh doanh, thì Học luôn khuyến khích mọi người tìm kiếm khách hàng online. Tất nhiên là mình vẫn duy trì những kênh khách hàng offline, nhưng mà kênh online chúng ta sẽ tìm kiếm khách hàng được nhiều hơn. Có những kênh tìm kiếm khách hàng mới bây giờ, như Học có chia sẻ phần trước, xu hướng bây giờ là YouTube, là video dạng màn hình ngang. Thì bây giờ mới hơn, khách hàng thích hơn là xem video dạng khung hình dọc, là video ngắn. Thì đó, thì Học cũng mong muốn rằng là anh em sale của mình á, thì quay sáng tạo nội dung nhiều hơn, trao nhiều giá trị cho khách hàng hơn, để cho khách hàng có đầy đủ những thông tin. Thì trong quá trình Học sáng tạo nội dung, Học làm kênh, Học có một kênh YouTube Học Honda thì hơn 20.000 subscriber. Thì Học cũng có theo dõi và thấy được rằng là khách hàng đặt rất là nhiều câu hỏi ở trên cái kênh, những cái video của mình. Thì đó là những cái khách hàng chưa tìm thấy những nội dung tương tự ở trên những cái kênh khác. Thì hy vọng là mọi người khi mà bán hàng thì làm những video chia sẻ về khách hàng nhiều hơn. Chắc chắn khách hàng sẽ ủng hộ mình khi mà chúng ta bán một sản phẩm, bất kỳ một sản phẩm gì đó. Khi mà chúng ta trao đi giá trị về sản phẩm, chia sẻ thông tin thì khách hàng sẽ ủng hộ thôi. Đó là xu hướng mà Học nghĩ là sắp tới anh em mình sẽ làm mạnh về cái đó. Đó, anh em sale xe sẽ mạnh về cái đó. Còn với chị Hương thì như thế nào ạ? Thì cái xu hướng của khách hàng trước đây á, thường người ta sẽ có ít thương hiệu hơn, và những cái cách tiếp cận của khách hàng đối với lại là cái dòng xe đó ấy, nó sẽ ít hơn thông qua các phương tiện truyền thông. Thì nếu như mà một khách hàng người ta muốn tìm hiểu một dòng xe, thường người ta sẽ đến showroom hoặc đến trực tiếp, hoặc là tham khảo qua những cái người mà bạn bè thân cận. Nhưng mà bây giờ vì quá nhiều thương hiệu xe và việc phát triển của truyền thông là quá mạnh đi, cho nên là khách hàng người ta sẽ nhận rất là nhiều thông tin của nhiều thương hiệu xe khác nhau, cộng với lại là nhiều bạn sale khác nhau trên rất nhiều cái nền tảng truyền thông khác nhau. Cho nên là đấy là cái việc khách hàng có nhiều thông tin hơn, nhiều sự lựa chọn hơn, buộc là cái sự cạnh tranh của sale cũng sẽ nhiều hơn. Cho nên là mỗi cái người bán hàng phải là liên tục cải tiến, cung cấp cho khách hàng những cái thông tin chính xác, nhanh chóng và đầy đủ, cộng với lại là có mỗi cách hỗ trợ tư vấn khách hàng tốt nhất, thì khách hàng người ta sẽ chọn nha. Vì nó sẽ có rất là nhiều cái thông tin đến với khách hàng thông qua nhiều kênh khác nhau, nhiều thương hiệu khác nhau. Đó là cái sự thay đổi và xu hướng. Và rõ ràng thì tại thời điểm hiện tại, không riêng gì với lĩnh vực ô tô mà tất cả các lĩnh vực khác, có thể nói kinh doanh online, đúng không ạ? Đóng một vai trò nhất định trong việc mua bán của khách hàng. Thế thì đối với lĩnh vực xe ô tô thì như thế nào ạ? Chúng ta có những cái tài khoản kinh doanh online, những cái kênh riêng để giới thiệu xe đến khách. Anh chị nghĩ sao về điều này ạ? Như Học có chia sẻ ở phần trước, thì
thực tế bây giờ tìm kiếm khách hàng mà tìm kiếm khách hàng dạng online là chúng ta sẽ có rất là nhiều khách hàng, có nhiều phương thức khác nhau. Và bây giờ nếu mà muốn tiết kiệm chi phí thì mình phải là người tự tạo giá trị trên những công cụ mới. Tại vì những công cụ mới là những công cụ sẽ cho chúng ta thoải mái đăng, chia sẻ mà không có thu phí. Thì như TikTok, như YouTube là những nền tảng chia sẻ miễn phí. Đó thì chúng ta nên cập nhật lên trên đó. Và học nghĩ rằng là cho dù có làm online thì nó cũng không có có là điểm mấu chốt để chúng ta chốt được khách hàng đâu. Chúng ta chỉ có cơ hội để phục vụ khách hàng, gặp mặt khách hàng thôi, chứ chưa chắc là mình làm online tốt là mình sẽ chốt được khách. Mình chỉ có cơ hội để tiếp xúc được nhiều khách hàng thôi. Cái quan trọng nhất là khi khách hàng thực tế đến showroom gặp mình trao cho khách hàng những giá trị phục vụ, thì lúc đó khách hàng sẽ mới quyết định mua xe ủng hộ mình. Có phải là vì so với các mặt hàng khác, một chiếc xe ô tô đó là một cái giá trị, một cái tài sản lớn, thì đôi khi không phải là chốt đơn hay chốt deal ngay tại thời điểm online hay livestream đúng không ạ? Đó có phải là vấn đề mà hiện nay hay không thưa anh Hồng? Về ô tô thì nó là một giá trị lớn, một sản phẩm mà mang tính trải nghiệm thì khách hàng cần phải được trải nghiệm, thì khi đó khách hàng mới ra quyết định mua hàng, trừ khi khách hàng đã trải nghiệm những cái sản phẩm tương tự từ bạn bè, người thân. Đó, họ đã có sự quyết đoán rằng là chỉ chọn sản phẩm đó thôi. Thì lúc đó thì câu chuyện nó không phải là chọn sản phẩm nữa, mà là chọn địa điểm bán hàng, mà là chọn một cái giá của khách hàng mong muốn. Thì ở đây không chỉ bán ô tô là niêm yết đúng một giá là bán một giá, mà nó sẽ giá theo kỳ vọng của khách hàng. Đó, có thương lượng khuyến mãi, mà đại lý khuyến mãi nhau khác nhau một tí xíu. Thì ở đây Học muốn nhấn mạnh lại rằng thì cái việc mà làm online thì nó cũng quan trọng, nhưng mà mình phải thực tế, mình tiếp xúc, mình phục vụ khách hàng thì mình mới chốt được deal. Đó, nó là như vậy. Còn đối với tại chi nhánh làm việc của chị Xuân Hương thì không biết là cái lượng khách mà khách hàng xem online trên các kênh của chi nhánh mình và đến với chi nhánh thì chị đánh giá sao về cái số lượng này ạ? Dạ, thì hiện tại thì các bạn ở đại lý của bên Hương cũng rất là giỏi, rất là mạnh về mạng online này. Mỗi người cũng có rất là nhiều kênh khác nhau, từ việc làm Facebook này, làm YouTube này, làm TikTok này. Thì mỗi kênh như vậy đều cho một cái số lượng khách hàng khá là tốt, và đa số khách hàng đến từ những cái nguồn kênh online này. Sau đó thì qua cái việc mà các bạn trao đổi tư vấn thì các bạn sẽ mời khách hàng đến showroom, hoặc là các bạn sẽ chủ động đến với khách hàng luôn. Dạ. Thế thì không biết trong quá trình làm việc của anh Học và cả chị Hương có một cái chốt deal nào mà ngay trên sóng livestream hay online chưa ạ? Tính đến thời điểm này. Thì Học thấy là có nhiều bạn tư vấn bán hàng là trong đội nhóm của Học là có chốt ngay trên livestream. Thì thực tế là cũng do may mắn, một phần là do may mắn tại khách hàng đã trải qua nhiều cái quá trình mà nắm bắt thông tin sản phẩm rồi chọn lựa chọn sản phẩm thì khách hàng đã chọn hết rồi. Thì lúc đó mình chỉ cần cung cấp đúng sản phẩm thôi. Ví dụ đại lý khác không có xe, mình có xe thì mình chốt ngay phiên livestream đó. Thực tế thì có nhiều khách hàng chốt nóng nha. Chốt lên trên livestream hoặc là chốt trên một cái bình luận để lại trên YouTube thì cũng có. Nói chung là khách hàng thì có nhiều cái gọi là cái trường hợp chốt khách nó khác nhau, chị Minh Phương ạ. Dạ vâng, thế thì có thể thấy là cái sự thay đổi liên tục về cái hình thức tiếp cận khách hàng đúng không ạ? Có một vài ý kiến cho rằng với cái xu thế như thế này thì chỉ cần ngồi ở một cái nơi cố định livestream hay là tạo cái kênh online thì có thể tiếp cận với những khách hàng ở xa, thì đồng nghĩa với việc trong thời gian tới lỡ may là các showroom sẽ hạn chế bớt cái số lượng nhân viên. Anh chị nghĩ sao về cái nhận định này? Học nghĩ rằng là cái nhận định này có vẻ là chưa phù hợp ở cái thị trường này và chưa phù hợp với cái sản phẩm. Nếu mà là chúng ta bán một cái sản phẩm nhu cầu thiết yếu, một sản phẩm với giá trị thấp đi, ví dụ dưới 1 triệu đi ha, thì chúng ta có thể dễ dàng quyết định thông qua một cái phiên livestream, thông qua một cái review trên một video nào đó. Còn về sản phẩm xe thì chúng ta đâu thể nào mà bỏ 1 tỷ ra mình mua một sản phẩm mà chỉ thông qua một cái người review đó. Review thì đó cảm quan của người ta thôi, cái cảm xúc cá nhân khi người ta vận hành, người ta chia sẻ lại cho mình. Nhưng mà có phải là mình leo lên xe mình chạy thì nó giống vậy hay không? Đó là những cái khác biệt hoàn toàn giữa cái sản phẩm thiết yếu với một cái sản phẩm mang tính trải nghiệm và giá trị cao. Thì khách hàng chắc chắn cũng phải đến showroom. Thì cho dù có hoạt động online mạnh cỡ nào
thì chỉ là có nhiều khách hàng để chúng ta tiếp cận lần đầu tiên thôi, chứ khách hàng không có lựa chọn sản phẩm ngay, mà khách hàng cũng phải đến trực tiếp showroom để lựa chọn sản phẩm. Như vậy thì chúng ta cũng phải cần đào tạo một đội ngũ bán hàng. Đội ngũ bán hàng có khả năng phục vụ khách hàng. Phục vụ ở đây là sự ân cần, sự chính xác về mặt thông tin, rõ ràng, rành mạch tất cả mọi thứ, và chia sẻ, phân tích cho khách hàng đúng, chọn đúng những cái sản phẩm khách hàng mong muốn. Và đặc biệt, khách hàng phải được tạo điều kiện tốt nhất về việc trải nghiệm sản phẩm. Ví dụ như lái thử xe, hoặc là có thể mang chiếc xe về tới nhà, lui chiếc xe vào trong cái sân của mình có vừa, vừa với cái cổng hay là không. Đó là những ví dụ mà học muốn chia sẻ về cái giá trị về mặt phục vụ khách hàng, là mình phải đề cao, chứ không phải là cứ làm online tốt là sẽ không cần tới nhân viên bán hàng. Rõ ràng nhân viên bán hàng, đội ngũ kinh doanh là chiếm một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một đại lý. Rất là muốn nghe ý kiến của chị Xuân Hương ạ. Em đồng quan điểm, em thấy việc này là chưa đúng. Bởi vì thời gian nào mà còn nhiều đơn vị cạnh tranh với nhau thì thời gian đấy mình còn cần tư vấn bán hàng. Và việc mà khách hàng người ta mua xe, chừng nào mà sản phẩm đó là sản phẩm đồng giá cơ thì khách hàng người ta mới có thể đặt hàng. Tuy nhiên đây là một cái sản phẩm có giá trị rất là lớn, và có thể bây giờ khách hàng có nhu cầu, nhưng mà nếu như nhu cầu đó không được tư vấn và duy trì, phân tích và đánh giá thì người ta cũng có thể là không quyết định hoặc là không mua nữa. Cho nên là cái việc mà trách nhiệm và việc đào tạo cái đội ngũ bán hàng là rất quan trọng trong cái việc mà tư vấn, hỗ trợ khách hàng trước khi mua hàng, khi giao xe và kể cả khi sau bán hàng nữa. Và nhiều hơn nữa là xây dựng những cái mối quan hệ từ khách hàng đấy ra nhiều hơn, nhiều khách hàng hơn nữa. Dạ vâng, và rõ ràng là chính cái đặc thù của cái lĩnh vực này nó sẽ mang đến những cái hình thức, cái cách thức tiếp cận khách hàng riêng cho cái lĩnh vực xe ô tô, đúng không ạ? Và đối với những khán giả đang xem chương trình, những ai cũng đang có cái nền móng muốn trở thành một tư vấn bán hàng trong lĩnh vực ô tô hay là làm việc trong ngành kinh doanh ô tô, thì không biết là anh chị sẽ có những cái lời chia sẻ nào ạ? Em xin chia sẻ để tất cả các bạn và các em có mong muốn và yêu thích công việc bán hàng, thì đây là một cái công việc mà như mình đánh giá là rất là hay và thú vị. Hay ở chỗ là vừa giúp các bạn học hỏi thêm rất là nhiều kỹ năng này, kinh nghiệm, kiến thức, vừa giúp các bạn tạo dựng được rất là nhiều mối quan hệ với rất nhiều khách hàng ở nhiều tầng lớp địa vị khác nhau, và giúp các bạn là có một cái mức thu nhập nó có sức bật rất là cao. Dạ vâng, còn anh Học ạ? Nếu như mọi người đang có ý định chọn một cái nghề gọi là nghề sale bán hàng ô tô á, thì Học cũng sẽ ủng hộ mọi người, bởi vì đây là xu hướng rồi. Ô tô là một phương tiện xu hướng của tương lai, giống như hồi trước chúng ta thấy xe máy ít, đúng không? Bây giờ xe máy là bình thường, và ô tô bây giờ anh chị về quê cũng thấy rất là nhiều, đúng không? Thì sẽ có rất là nhiều ngành nghề liên quan đến ô tô, không chỉ là về bán xe ô tô. Bán xe ô tô mới, chúng ta có bán xe ô tô cũ, chúng ta có những cái món phụ kiện, chăm sóc xe, làm đẹp xe, rất là nhiều thứ liên quan ô tô. Vậy thì khi mọi người tham gia vào thị trường ô tô thì đây cũng chỉ là một cái nền tảng bước đầu thôi. Biết đâu sau này chúng ta sẽ có duyên để chúng ta làm thêm những lĩnh vực khác liên quan đến ô tô. Thì bắt đầu với cái ngành tư vấn ô tô, mọi người sẽ được trao dồi về kiến thức, kỹ năng thuyết phục, tư vấn khách hàng. Đó là những cái bộ kỹ năng để mọi người làm tốt những công việc khác nữa, chứ không phải là chỉ là công việc về ô tô này không. Và một điều Học muốn xin chia sẻ lại mọi người, thu nhập về lĩnh vực ô tô này chả rất là xứng đáng với cái nỗ lực chúng ta bỏ ra. Dạ vâng, rất rất đáng để chúng ta lưu tâm những cái lời khuyên này, đúng không ạ? Và thêm một cái câu hỏi nữa, Minh Phương nghĩ là cuối cùng nhưng mà không thể thiếu được, đó chính là biết đâu những vị khán giả đang xem chương trình Xe và Xu Hướng, và trong chuyên mục Thời sự xe cũng có những vị khán giả đang có nhu cầu tìm cho mình một chiếc xe, đúng không ạ? Thì có những chuyên gia trong lĩnh vực ở đây thì chắc chắn rất cần một cái lời khuyên cho quý vị khán giả. Khi mà mọi người muốn chọn cho mình một chiếc xe đi ha, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lý do để lựa chọn, chúng ta có rất là nhiều tiêu chí. Nhưng mà nếu mà mình muốn chọn cho mình một chiếc xe sử dụng lâu dài thì chúng ta nên chọn một chiếc xe có giá trị cốt lõi. Có giá trị cốt lõi ở đây: độ bền, khả năng vận hành êm ái, an toàn. Đó là những giá trị cốt lõi. Nó không phải là những trang bị về mặt tiện nghi, nó không phải là những trang bị về mặt tiện nghi hoặc kiểu dáng hình thức.
mà chúng ta phải chọn cho mình một giá trị cốt lõi. Còn nếu như mọi người muốn chọn trải nghiệm, chúng ta xài chiếc xe 2 năm, 3 năm sau chúng ta bán, thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái thứ khác. Chúng ta sẽ ưu tiên một chiếc xe kiểu dáng đẹp, phù hợp với sở thích cá nhân của chúng ta tại cái thời điểm đó. Chúng ta muốn một chiếc xe nó sẽ nghe nhạc hay, ví dụ nghe nhạc hay. Chúng ta muốn một chiếc xe có hệ thống sưởi sấy ghế để hưởng thụ nhiều hơn. Thì mỗi một khách hàng sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Nên là quý anh chị ơi, khi mà có ý định về việc mua xe, hãy liên hệ với sale đi. Học tin rằng sale sẽ đề xuất cho mọi người một sản phẩm rất là phù hợp. Nên hãy liên hệ với chúng tôi, liên hệ với Học Honda hoặc là liên hệ với Xuân Phương, Pho Gia Đình. Dạ, còn chị Xuân Hương ạ. Dạ, đối với một khách hàng có nhu cầu và bắt đầu tìm hiểu một dòng xe phù hợp cho mình thì Hương khuyên mọi người là đặt ba tiêu chí lên, có thể là lên hàng đầu. Đầu tiên là thương hiệu, thứ hai là về độ an toàn của chiếc xe đấy, và cái thứ ba là thiết kế mẫu mã thời trang và bắt xu hướng. Và nếu như mà quý anh chị cảm thấy là đang thích thương hiệu Ford thì có thể liên hệ thông qua Hương để Hương có thể là tư vấn và cung cấp thêm cho anh chị một số thông tin để giúp anh chị chọn được chiếc xe nó phù hợp với lại là tài chính và mong muốn của mình. Và chắc chắn là với đặc thù của lĩnh vực ô tô thì quyết định lựa chọn một chiếc xe rất cần những người như anh Bá Học hay là chị Xuân Hương ở đây ạ. Không chỉ là cầu nối mà còn là nơi để giải đáp và giúp cho khách hàng tìm đúng cái tiêu chí của mình mong muốn với chiếc ô tô của riêng mình. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Bá Học, cảm ơn chị Xuân Hương đã đến với chương trình và giúp cho chúng tôi có rất là nhiều thông tin thú vị. Xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.